Chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một thư viện rất là hay, đó là Baidu, là một trong số các cái thư viện dùng để cào dữ liệu từ YouTube, cào video và xem là dữ liệu từ YouTube. Bình thường các bạn phải lên trên các cái trang web online hoặc là các bạn dùng cốc cốc để có thể tải cái video hay là audio về. Nhưng mà thay vì điều đó thì bây giờ các bạn chúng ta có thể sử dụng Baidu, đó là một cái thư viện rất là hay. Các bạn hoàn toàn có thể tải một video xuống hoặc là tải rất là nhiều các video liền một lúc, hay là cũng có thể thậm chí tải danh sách phát hay là tất cả các cái video của channel liền một lúc, thì Baidu nó đều hỗ trợ các bạn làm thế này. Thế thì trước tiên thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về các cái tính năng của Baidu nhé. Thứ nhất, nó sẽ có cung cấp cho các bạn là tải xuống video đấy, sau đó bên cạnh đó là tải xuống âm thanh và file MP3 hay là lấy thông tin về video đấy. Lấy thông tin ở đây ví dụ như là về tiêu đề, về tác giả hay thời lượng, số lượng hay là thông tin, một số các thông tin khác ví dụ như là mô tả hay là vân vân, rất là nhiều thứ. Đấy, bên cạnh đó là tải xuống danh sách phát và kênh. Thay vì một video thì chúng ta hoàn toàn có thể tải xuống toàn bộ tất cả các cái video từ danh sách phát và giúp chúng ta tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều sau khi chúng ta tải một video liền cùng một lúc. Đấy, hoặc là một tải xuống tất cả các video của một một channel và hỗ trợ rất nhiều cái định dạng khác nhau như là MP4 hay là WebM hay là 3GP hay là file âm thanh và nó để support hết. Đấy. Thế thì trước tiên đó là các bạn cần phải tạo cho mình một cái file Jupyter Notebook trên Google Cloud nhé. Thì sau đó thì các bạn pip install Baidu cho mình. Đấy. Để tải cái thư viện đấy về. Sau khi đó thì chúng ta sẽ bắt đầu import thư viện. Đấy. Và chúng ta chỉ cần dạy duy nhất 5 dòng này thôi là ngay lập tức chúng ta đã có cái video rồi. Đấy. Thông số chuyển vào chính là đường link của video. Link của video. Đấy. Sau khi các bạn add the link vào đây thì nó sẽ lấy một cái luồng stream. Đấy. Lấy cái luồng stream là get high bit resolution, tức là lấy cái stream mà có cái chất lượng độ phân giải là tốt nhất. Và sau khi đó chúng ta download về. Thì các bạn load lại thì các bạn thấy rằng là chúng ta đã có video. Một video là 22,4B đấy. Đúng không ạ? 22,4B như thế này. Các bạn chúng ta hoàn toàn có thể di chuyển nó vào trong Drive nhé. Hay là vào trong My Drive. Đấy, di chuyển vào trong Drive rất là bình thường như thế này thôi. Đấy. Thế thì sau đó thì lúc đó các bạn hoàn toàn có thể vào Drive và các bạn xem được cái nội dung của cái video này. Chúng ta load lại nhé. Ở đây nó sẽ nằm trong ok, nó sẽ nằm trong đây luôn. Lát nữa mình load lại nhé. Nó sẽ có hoặc các bạn hoàn toàn có thể tải về. Đấy, thì các bạn dùng trên Google Colab các bạn hoàn toàn có thể ấn bật click vào nút tải xuống thì nó sẽ tải về máy, hoặc là nếu như các bạn chạy trong máy thì hoàn toàn nó sẽ lưu luôn ở trong máy. Đấy. Và ở đây thì đoạn sau đây thì mình sẽ giới thiệu kỹ hơn là một số các cái chức năng sau, nếu như mà các bạn để ý đến là chúng ta sẽ dùng những cái hàm nào nhé. Chúng ta đã bởi vì chúng ta đang nói sâu về về lập trình, chỉ chúng ta sẽ không đơn thuần là chúng ta chỉ tải về video sau đấy đó. Thì như mình nói là cái stream lúc nãy á, đó là chúng ta sẽ lấy cái stream cao nhất, tức là độ phân giải là 720p, FPS là 30 FPS và chúng ta tải về. Thế thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy được những cái stream khác bằng theo cái cú pháp như thế này. Đấy. Chúng ta sẽ có thể lọc, đấy, lọc file để tải P4, đúng không? Order by độ phân giải. Đấy. Sau đó thì sắp xếp cho giảm dần. Tức là order sắp xếp phân giải vì các bạn thấy rằng là một video có thể nó support rất là nhiều độ phân giải khác nhau từ 1080, 720 cho đến 144p. Các bạn hoàn toàn có thể tải theo cái định dạng của bạn. Sau đó chúng ta sắp xếp giảm dần và lấy cái đầu tiên. Sau đó download. Đấy. Thì cái đó là chúng ta sẽ download được cái mà có độ phân giải tốt nhất. Được chưa ạ? Đây là sẽ là một cái cấu trúc của hàng. Đấy. Thì khi mà các bạn download về thì các bạn hoàn toàn có thể download được. Còn ví dụ đây mình trường hợp tiếp theo mình sẽ thử một cái khác. Đấy, để mình in ra stream. Tức là mình sẽ in ra xem là xem ở cái video này nó support là bao nhiêu. Thì các bạn thấy là max là 720 này. Xong các bạn về sau nó cũng sẽ còn nữa. Đấy các. Và print IT này nó chính là một đối tượng, là một object. Đấy. Thì bản thân của object này sẽ có rất là nhiều thuộc tính. Và như mình nói là không chỉ chúng ta cào cái video đấy về mà chúng ta hoàn toàn có thể cào được các cái thông tin về cái object đấy. Đúng không ạ? Ví dụ như là title này, ví dụ như là số lượt view này, hay là lượng keyword này, hay là stream data này. Đấy. Stream data thế nào, hay là description để mô tả này, hay là embed URL này, hay thậm chí là stream, tức là nó cung cấp bao nhiêu lượt stream với cái độ phân giải và FPS như nào, thì hoàn toàn mọi thứ ở đây nó có hết, đúng không ạ? Các bạn chỉ cần các bạn muốn crawl cái gì, đúng không?
Mình sẽ xuống lại đây nhé. Các bạn muốn crawl cái gì thì các bạn enter, chúng ta print bằng it chấm và control cách là nó sẽ ra rất là nhiều những cái thuộc tính để các bạn hoàn toàn. Bây giờ ví dụ author tác giả tiểu án, lúc đấy các bạn vào trong cái video này, các bạn xem cái video này nhé, xem tác giả nó đúng như thế không. Đây tiểu ái đúng không ạ? Đấy, thế thì tương tự như vậy đấy, thì download chứ bình thường các bạn, chúng ta thấy rằng bình thường thì các bạn sẽ chỉ dùng một câu lệnh đó là stream download như chúng ta làm lúc nãy thôi đúng không, là câu lệnh stream download. Nhưng ở đây trong bên này nó có thể có rất là nhiều các cái tham số đấy, và tùy vào cái cách mà các bạn sẽ lựa chọn cái tham số đấy, tùy thuộc vào cái phương pháp của bạn. Ví dụ đầu tiên thì là output path, các bạn muốn xem là đường dẫn mà bạn muốn lưu trữ video tải xuống là như thế nào, hay là file name, các bạn hoàn toàn có thể config được rằng là cái file tên của cái file name đấy là cái gì, hoặc là file name prefix tức là cái tiền tố của tên video tải xuống nó như thế nào đúng không. Skip exit là bút lin tức là xác định xem là bỏ qua cái việc là nếu như mà file đấy nó đã tồn tại cái tên đấy rồi thì nó có tiếp tục tải xuống vào cái đề hay không, ví dụ thế. Hoặc time out, ví dụ như là thời gian chờ tối đa cho một yêu cầu tải xuống là bao nhiêu và nó tính bằng giây. Hoặc là mark retry tức là số lần thử lại tải xuống nếu gặp lỗi. Đấy, trong trường hợp lỗi thì nó sẽ thử tải xuống là bao nhiêu lần, thì các bạn hoàn toàn có thể config được trong cái quá trình download đấy. Và sau khi mà các bạn download đấy, stream download đúng không, thì lúc đó là hoàn toàn nó sẽ có một cái video mới mà được tạo thành ở đây này đúng không ạ. Thì hoàn toàn chúng ta đã có thông tin về video cũng như là các cái nội dung mà các bạn hoàn toàn có thể lấy được từ cái video đó đúng không. Và như mình nói là bên cạnh video thì chúng ta hoàn toàn có thể gì download một cái playlist đấy, đó là một playlist trong video đấy, trong cả trong trong cái danh sách phát thì rất là đơn giản thôi, chúng ta cũng lấy một cái đường link của danh sách phát, sau rồi từ điều đó chúng ta dùng PL và playlist để chúng ta lấy được cái độ dài của playlist cũng như là cái URL của từng cái video, và với mỗi URL của từng video thì chúng ta sẽ download nó về, thì lúc đấy chúng ta sẽ download được hết tất cả các cái playlist, các cái video trong 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 playlist thôi. Đấy. Và như mình vừa nói là lúc nãy chúng ta vừa muốn chuyển cái video outside của bài hát outside đúng không? Và trong My Driver thì rõ ràng lúc này là cái video này nó cũng đã xuất hiện ở đây và các bạn hoàn toàn có thể xem nó cũng như là tải nó về. Thì bởi vì là chúng ta mới tải cho nên đương nhiên là nó chúng ta mới di chuyển về và nó chưa kịp xử lý, do đó thì nó sẽ là ở định dạng chưa xem được. Đấy. Thì rất là đơn giản như vậy thôi. Ok, video này sẽ dừng ở đây ngày hôm nay. Thì cũng như là một cái cách mà mình cung cấp cho các bạn về một cái thư viện khá là hay để các bạn có thể cào dữ liệu từ YouTube về, các video về, và sau đó các bạn hoàn toàn có thể xử lý từng frame trong từng cái dữ đó và thực hiện cái nhiệm vụ của các bạn. Thì, đó là cái mà chúng ta có thể biến tấu về sau. Okay. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.